Sợ sợ. Sợ con Kem dễ thương chứ. Kem chắc anh khỏi bán luôn á. Kem mắt đỏ dễ thương quá. Đợt bữa em nhớ anh có đợt cái này, đợt cái có anh cũng bán rồi. Đợt này cái à. Đợt bữa cái có con màu màu này này nhưng mà ở giữa phần lòng trắng á. Mà con đó đợt bữa em đi học, em đi gì à? Đi phượt gì á. Gặp mẹ em kể lại cho các có đứa em gái họ thằng bác hai em á, nó quay nó chơi nó mở ra nó bắt con đó ra nó chuột tay một cái nó chuột chạy thẳng ra ngoài cửa sổ luôn rồi khỏi kiếm. Hello chào các bạn. Ôi trời 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 dễ thương quá ha. Đó là hai anh em chỉ vui á ơi, bán tiếng không thương chứ. Thằng này lanh lắm, em bắt thằng này mọi người. Gì đâu lanh, anh bắt bình thường gì đâu lanh. Anh mà thả nó vô là khi mà em bắt nó em thả nó bỏ lòng á nó chạy lung tung tan không. À, dễ thương quá, đặt tên gì đây? Em con kia là em gọi là Kim, con kia gọi là Nâu thôi. Còn con này kia nữa? Kim á. À, được. Cái màu gì đặt tên màu đó. Thương quá, con này xuất hiện vậy. Trời ơi, mày không dám ra hộp luôn á. Ở đây. Nhé bồ em đi kìa. Cái gì đâu, chả thấy khô mà. Này này, đưa. Cái tương quen, đưa. Thích gà. Tắt cái quạt đi, nó sợ nó ồn quá, quay úp lên mạng luôn. Đưa, cá lai chìm chùi á. Này, kem lên đây nè. Kem. Kem đâu? Rồi cái mặt Kem nhớ thương nhá. Kem đâu? Ở đây. Cắm hai tụi mày ra ngoài nha. Những Kem đây là anh muốn nuôi nó luôn á. À, em cho bơ xúc khỏi bánh dễ thương quá. Ô. Khi mà anh thấy nó phồng má rồi nó còn ghê, nó đẹp hơn nữa. À. Nó ăn xong nó phồng má rồi. Sao này đi nhiều vậy? Ờ, Biên anh mới về nhu nhập thêm hai con này nữa. Em thương không? Đơ. Nhìn sẵn như mày. Ê, cái gì đâu mà sợ. Đôi. Nhìn đôi. Yeah. Nhìn đôi. Có đai gì? Có đợt bữa em đi học, em đi gì à? Đi phượt gì á? Gặp mẹ em kể lại cho các có đứa em gái họ thằng bác hai em á, nó quay nó chơi nó mở ra nó bắt con đó ra nó chuột tay một cái nó chuột chạy thẳng ra ngoài cửa sổ luôn rồi khỏi kiếm. Hello chào các bạn. Ôi trời trời dễ thương quá ha. Đó là hai anh em chỉ vui á ơi, bán tiếng không? À, dễ thương chứ. Thằng này lanh lắm, em bắt thằng này mọi người. Lanh gì đâu lanh, anh bắt bình thường gì đâu lanh. Anh mà thả nó vô là khi mà em bắt nó em thả nó bỏ lòng á, nó chạy lung tung tan không? À. Sợ con Kem dễ thương chứ. Kem chắc anh khỏi bán luôn á. Kem mắt đỏ dễ thương quá. Đợt bữa em nhớ anh có đợt cái cái này đợt cái có anh cũng bán rồi. Thằng này cái à. Đợt bữa cái có con màu này này nhưng mà ở giữa phần lòng trắng á. Mà con đó dễ thương quá, đặt tên gì đây? Em con kia là em gọi là Kem, con kia gọi là Nâu thôi. Còn con này kia nữa? Kem á. À. Được. Màu gì đặt tên màu đó. Thương quá, mày xuất hiện vậy. Trời ơi, mày không dám ra hộp luôn á. Ở đây. Cái gì đâu. Chả thấy khô mà. Này này, đưa. Cái tương quá, đưa. Thích gà. Tắt cái quạt đi. Nó sợ nó ồn quá. Quay úp lên mạng luôn.
đâu cá lại, cá lại chìm vui á. Ê, bè. Đây kem này, kem lên đây nè, kem đâu, kem đâu, cái mặt kem dễ thương nhá, kem đâu.